4, 5, 6, 7, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh em cùng vào em xin báo giá và thanh lý cho các bác một chiếc micro có dây các bác nhá. À, micro không dây. Thì hôm nay mở bán thanh lý thôi anh em. Một chiếc micro có dây. À, không dây. Cứ nói nhầm tới tất cả các bác. Thanh lý tới các bác một chiếc micro không dây Shure UGX23 hàng loại 1 Trung Quốc anh em nhá. Hàng loại 1 Trung Quốc, sản phẩm 4 dâu. Thì thanh lý tới anh em. Thì hôm nay thanh lý tới anh em một sản phẩm mic này. Đấy. À, sản phẩm mic này là sản phẩm hàng trưng bày, nó sẽ hơi bị xước sát ở tay mic. Đấy. Thì hôm nay mở bán thanh lý với anh em. Giá thì rất ưu đãi, giá rất tốt với anh em. 1.500.000 đồng chưa gồm bao ship. Và có thể cho anh em xem trực tiếp luôn. À, có thể lấy cho anh em xem trực tiếp luôn này. À, cái tay mic. À, đầu thu thì mới 100% anh em nhé. Đầu thu mới 100% và tay mic là hàng trưng bày. Đơn giản là tay mic nó sẽ hơi bị xước sát, anh em có thể nhìn thấy. Nó hơi bị xước sát râm. Đấy, hơi bị xước sát râm như anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, hơi bị xước râm anh em nhé. Đấy, về tay mic bên này cũng vậy, hơi bị xước râm về sơn này. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Hơi bị xước râm thôi, xước nhỏ thôi. Nó là hàng trưng bày. Hàng trưng bày và vẫn được bảo hành 12 tháng với anh em. Vẫn được bảo hành 12 tháng. Đấy. Vẫn được bảo hành 12 tháng anh em nhé. Chỉ bị xước râm nó là hàng trưng bày. Hàng trưng bày nó không tránh được xước sát. Thì hôm nay muốn thanh lý đây anh em, để cho anh em có thể sử dụng được những chiếc mic cao cấp này. À, mở bán thanh lý như em báo giá tới anh em rồi. Giá hiện tại là 1.800.000 đồng. Thì hôm nay thanh lý cho các bác nó chỉ vết xước nhỏ thôi này, không ảnh hưởng gì cả. 1.500.000 đồng chưa gồm bao ship tới anh em. Anh em thấy ok không ạ? Đấy, 1.500.000 đồng chưa gồm bao ship. Và bác nào lấy thì phải đặt cọc cho em. Đặt cọc trước thì em sẽ chuyển hàng. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Shure UGX23 hàng loại 1 của Chila. Thanh lý nó chỉ bị xước một đoạn dưới thôi anh em nhé. Bị bong chóc sơn này. Bị bong chóc sơn đoạn dưới thôi. Chứ không, trên này thì không bị anh em này. Anh em có thể nhìn thấy trên này thì không bị. Trên này thì rất bóng. Đấy, nhưng dưới này thì nó sẽ bị bong chóc một ít sơn. Vì nó là hàng trưng bày. Đây như anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, bong chóc sơn này. Đấy, đây anh em có thể nhìn thấy rõ hơn. Đây là bong chóc sơn. Đấy, bong chóc sơn. Thanh lý cho anh em với giá rất ưu đại, 1.500.000 đồng chưa gồm bao ship. Đấy, 1.500.000 đồng chưa gồm bao ship. Đấy, bong chóc sơn rất nhỏ, hàng trưng bày. Đấy, vẫn được bảo hành cho anh em 12 tháng. Bảo hành 12 tháng cho anh em. Đấy, sản phẩm này là những đầu thu thì đầu thu còn mới nguyên anh em nhé. Đầu thu còn mới nguyên. Nhưng tay mic thì bị xước sát, xước răm thôi. Bị xước răm rất nhỏ. Đấy, bị xước răm rất nhỏ. Thì mở bán thanh lý cho anh em. Sản phẩm mic này thì rất là chất lượng rồi. Anh em có thể nhìn thấy được cái độ hoàn thiện của cái tay mic nó như thế nào. Đấy, nhìn có đẹp không ạ? Đấy, anh em nhìn thấy có đẹp không? Đấy, rất là đẹp, rất là bóng bẩy nhá. Đây là một tay này. Chuyển sang cái tay này cho anh em có thể thấy này. Đấy, chuyển sang tay này này. Đấy, nó chỉ bị xước nhẹ thôi các bác này. Đây, mở cho các bác xem về bên trong nội thất của nó này. Đấy, QC pad nhá. Có một con trở vàng ở bên đây này. Có một con trở vàng này. Dán tem QC pad bên trong. Và cái này nó chỉ bị xước sát nhẹ thôi. Đấy. Đấy, cho anh em nhìn này. Đấy, xước sát sơn nhẹ thôi. Cho anh em xem về củ chụp mic này. Củ mic này. Đấy, củ mic tím anh em nhá. Củ mic tím. Củ mic tím và sản phẩm này sử dụng 4 dâu anh em nhá. UGX23 4 dâu. Củ tím này. Rõ ràng cho anh em xem luôn. Đấy, củ tím. Củ tím cho anh em. Đấy. Rất là mới, rất là bóng bẩy cho anh em. Đều được bảo hành 12 tháng cho anh em nhé. Bảo hành cho anh em vẫn bảo hành 12 tháng như bình thường. Bảo hành vẫn bảo hành 12 tháng cho anh em. Nó là sản phẩm trưng bày thôi. Nó là sản phẩm trưng bày. Đấy, trưng bày chưa qua sửa chữa gì. Nó là hàng mới, nguyên thùng xốp. Phụ kiện đi kèm theo nó vẫn đầy đủ anh em nhé. Phụ kiện đi kèm theo nó vẫn đầy đủ. Những gì của nó đi kèm đầy đủ hết. Sạc adapter này, dây jack 6 ly này, chống lăn này, pin này, 4 dâu này. Đấy, không còn gì thiếu trong cái hộp của nó cả. Đầy đủ cho anh em. Đấy, đầy đủ cho anh em.
không thiếu một cái gì cả. Sản phẩm thanh lý nó chỉ là hàng xước sát thôi, hàng nguyên thùng xốp mà. Nguyên thùng xốp mà bán thanh lý cho anh em. Thì hôm nay có bày bán và giới thiệu tới các bác các dòng vang lừng tiếng như trước mắt các bác đã nhìn thấy. Ở giữa một con màu trắng Lake Epic 8, hàng chính hãng của Lake Aquatic. Sản phẩm chính hãng của Lake Aquatic với giá 1.800.000 đồng, bao ship tặng dây dắt tới anh em, giá rất tốt, rất ưu đãi tới anh em rồi. Lọc xì DBX 231 ở bên dưới đấy ạ, lọc xì 231 hiện tại giá 1.000.000 đồng, bao ship tặng dây dắt tới anh em. Còn về bên trên, bên tay trái này của các bác thì các bác có thể nhìn thấy một lưng tiếng cao cấp BBA 882i, hàng chuẩn và hàng đắt tiền, hàng xịn anh em nhé, giá 1.500.000 đồng, bao ship tặng dây dắt. Dưới là một máy lưng tiếng Idol IP 100 với giá 1.000.000 đồng, bao ship tặng dây dắt. Dưới cùng là một con máy lưng tiếng TD CB 800 Pro, TD anh em nhé, chính hãng của TD Acoustic CB 800 Pro với giá là 1.100.000 đồng, bao ship tặng dây dắt tới anh em. Và ngay bên tay phải này của anh em thì anh em có thể nhìn thấy trên cùng nó là con vang JBL KX 180, hàng nội địa China với giá 5.000.000 đồng, giá đang rất tốt, khuyến mại rất tốt tới anh em. 5.000.000 đồng, bao ship tặng dây dắt, tặng dây quang đầy đủ cho anh em và có thể mở rộng bảo hành cho anh em tới 5 năm, hàng chuẩn chính hãng nên anh em yên tâm sử dụng. Đấy. Và bên dưới nó là một chiếc mic DB Acoustic 550 Flute anh em nhé, 550 Flute DB Acoustic. Con mic này thì các bác có thể biết được rồi, nó là hàng chính hãng của DB Acoustic, chính hãng của DB Acoustic, và sản phẩm này hiện tại đang bán với giá 4.500.000 đồng, tặng tới các bác 4 đôi pin và một đốc sạc, 4 đôi pin và một đốc sạc, hiện tại em đang bán là 500.000 đồng, thì tặng tới các bác luôn khi mua gồm cùng với mic này DB Acoustic 550 Flute. Tặng các bác 4 pin một đốc hiện tại đang bán với giá là 500.000 đồng đấy, tặng luôn cho các bác để các bác có thể sử dụng được những pin đốc sạc đấy. Sạc pin hết ta lại dùng, hết lại sạc đấy, để các bác có thể sử dụng đấy, tuổi thọ của pin thì rất tốt. Có con đẩy nào công suất tầm 600W một kênh, công suất tầm 600W một kênh, có anh ơi, 600W một kênh Martin MA600, con đấy 3.800.000, hoặc là các anh có thể tham khảo sang cái dòng AAP này đấy, dòng AAP như bên dưới này 820, con này 800W trên một kênh. Con này nó cũng là hàng trưng bày thôi, đang bán với giá 4.500.000 đồng, đang là hàng trưng bày hơi xước sát nhỏ thôi, vẫn được bảo hành 12 tháng. Đấy, vẫn được bảo hành 12 tháng. Còn con 600W trên một kênh thì nó có 32 sò anh nhé, anh Nguyễn Văn Hoàng, 32 sò Toshiba chạy mạch class H và bao là nguồn đồng tới anh em, bao là nguồn đồng tới anh em nhé, tất cả các sản phẩm bao là nguồn đồng. Con ấy hiện tại giá 3.800.000 đồng, chưa gồm bao ship, bao ship thêm cho 200.000, bao ship toàn quốc. Đấy, ok chưa? Và đây có thể cho anh em đợi đi, em có thể cho anh em xem luôn. Có thể cho anh em xem luôn về nội thất của con Martin MA600. Anh Công Lam, anh bán con mic UGX23 giá bao nhiêu vậy? Anh Công Lam ơi, hiện tại con này đang là hàng trưng bày, đang bán với giá 1.500.000 đồng, chưa gồm bao ship tới anh em. Ok chưa? 1.500.000 đồng, đang thanh lý. Nó chỉ bị xước răm ở tay mic. Đây anh có thể nhìn thấy này, xước răm ở tay mic thôi. Đây này, xước răm này. Đấy, xước răm nữa này. Đấy, xước răm ít thôi. Là hàng trưng bày mà, hàng trưng bày, đang bán với giá 1.500.000 đồng, chưa gồm bao ship. Đấy, bán hòa vốn, bán chơi với anh em thôi. Đấy, thanh lý 1.500.000 đồng, chưa bao ship anh nhá. Còn anh Hoàn này, anh Hoàn xin giới thiệu với anh này, đây này, cục đẩy 600W trên một kênh này, 600W trên một kênh thì anh có thể đánh cho những cặp bát 30 và những cặp bát 25, đấy, hai cặp nhá, hai cặp, một cặp 30, một cặp 25. Đấy, anh có thể nhìn thấy về nội thất bên trong, sử dụng 32 sò Toshiba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 32, 32 sò Toshiba, công suất 600W trên một kênh. Bán kính nguồn bao là nguồn đồng với anh em, bao là nguồn đồng, 100% nguồn đồng, nếu không phải nguồn đồng, không phải nguồn đồng, đền tiền và tặng máy cho anh em. Sử dụng 6 tụ của Fox Audio. Đấy, có đẩy Class D không anh? Có Class D anh ơi, Class D 500W trên một kênh,
mỗi kênh có thể đánh được một chiếc bát 30. Đấy, giá hiện tại là 5.200.000 đồng bao ship. Đấy, đây có thể cho anh Hoàn xem này, Nguyễn Văn Hoàn cho anh xem cục đẩy 600W trên một kênh. Đấy, cục đẩy 600W trên một kênh anh nhá. Đấy, sử dụng sò Toshiba mạch Class H 600W trên một kênh, 6 tụ của Fox Audio. Hàng loại mấy vậy anh tháo tay mic cho em xem được không? Hàng loại 1 Trung Quốc anh nhá. Hàng loại 1 Trung Quốc UGX23, hàng loại 1 Trung Quốc. Anh muốn xem tay mic thì anh đợi tí em sẽ cho anh xem. Hiện tại con này có hai quạt gió, anh có thể nhìn thấy. Hai quạt gió này chạy rất êm luôn. Công suất 600W một kênh nhá. Đấy, còn đi về với anh cho anh Công Lam, để cho anh Công Lam xem này. Anh Công Lam muốn xem tay mic đúng không ạ? Mở cho anh xem trực tiếp tay mic nhá. Con này đều có tự ngắt chứ anh? Hàng loại 1 Trung Quốc phải có tự ngắt chứ anh? Con đẩy này chạy sò gì vậy? Anh Lê Dung, con đẩy này chạy sò Toshiba nhá. À, cho anh Công Lam xem này. Đây là tay mic này. Đây là cái củ mic này. Đấy, củ mic anh nhá. Củ mic này. Tay mic này. Cho anh em xem về bên trong của nó này. Đây, cho anh em xem về bên trong này. Có QC pad dán trong này, vỉ bên mạch màu đỏ nhá. Có một con trở vàng trong này. Đấy, cho anh em nhìn qua về hình thức này. Đấy, anh em có nhìn rõ không ạ? Đấy, hiện tại giá thanh lý, chào bán thanh lý cho anh em. Đấy, thanh lý hàng trưng bày thôi, 1.500.000 đồng. Số lượng thì không có nhiều đâu, đúng một con duy nhất thôi. Anh em nào nhanh tay thì được. Đấy, anh em nào nhanh tay thì được thôi. Đấy, chỉ có một con duy nhất. Đấy, cho anh xem này. Tay mic này, vỉ bên mạch màu đỏ này. Đấy, 4 dâu anh em nhé, 4 dâu. Đấy, cho anh em thấy này. Đấy, củ mic màu tím này. Củ mic màu tím. Đấy, tay mic đây. Đấy, cho anh em xem thoải mái luôn. Thoải mái luôn, cam kết hàng loại 1 của Trung Quốc. Hàng loại 1 Trung Quốc. Đấy. Anh Lê Dung, con đẩy này chạy sò Toshiba nhá. Để cho em anh nhé. Để thì anh bắt buộc phải đặt cọc trước cho em anh nhá. Giá 1.500.000 đồng chưa gồm bao ship. Anh lấy thì inbox qua Messenger cho em, tí em sẽ nhắn tin gửi cho anh số tài khoản. Đặt cọc trước tiền cho em là ok thôi. Đấy, đặt cọc trước tiền cho em là ok. Bởi vì sản phẩm này nó là không bao ship. Một là đặt cọc, hai là chuyển khoản đủ gửi xe. Đấy, rất rõ ràng cho anh em. Đấy, một là chuyển khoản đủ, em sẽ gửi xe về cho các bác thanh toán phí xe thôi. Phí xe thì nếu như miền Bắc nó chỉ tầm 50.000 thôi. Đấy, gửi bưu điện thì nó tầm khoảng 100.000 một con mic này. Đấy, gửi bưu điện thì nó tầm khoảng 100.000, còn gửi xe chỉ tầm 50 thôi. Anh em nào Thái Bình, Nam Định thì khéo còn có 30.000 tiền gửi xe thôi. Đấy, Thái Bình, Nam Định chỉ có 30.000 tiền gửi xe thôi. Đấy, gửi rất nhiều xe về Thái Bình, Nam Định chỉ có 30.000. Đấy, anh lấy thì inbox qua Messenger cho em. Thì em sẽ gửi cho anh số tài khoản, đặt cọc trước tiền cho em. Nếu gửi qua bưu điện. Còn gửi xe thì chuyển khoản đủ. Đấy, rất rõ ràng đấy anh em. Sản phẩm mic. Đấy, giới thiệu cho anh em rất nhiều các sản phẩm đây, anh em có thể nhìn thấy. Anh Công Lam nhé, nếu lấy thì inbox cho em qua Messenger. Em tí em livestream xong gửi cho anh số tài khoản. Anh chuyển về khi nhận hàng em thanh toán đầy đủ không anh ơi? Em báo anh rồi, hàng này em nhập đúng, nhập về tới nhà em là 1.500.000 đồng, đúng bán hòa vốn cho anh. Còn nếu được thì ok, cái đấy thì em báo luôn. Nếu như nhận hàng thanh toán thì không anh nhá, nói rõ luôn. Đấy, nói rõ luôn tới anh em. Chuyển khoản đặt cọc trước cho em thì nó sẽ gửi qua bưu điện. Đấy, chuyển khoản đặt cọc tối thiểu cho em 200.000. Đấy, tối thiểu đặt cọc trước cho em 200.000, chuyển xe chuyển khoản cho em 100%. Thế thôi, rất đơn giản cho các bác. Còn không chuyển khoản không gửi hàng. Bởi vì các bác phải hiểu là những sản phẩm này em không bao ship. Không bao ship, phí ship bác thanh toán bưu điện. Còn nếu bác không lấy cái thì em lỗ vốn luôn con này. Đấy, lỗ vốn luôn. Nhập về tới nhà đúng 1.500.000 đồng, không nói sai thôi các bác, không nói điêu luôn, thề luôn với các bác, nhập về tới nhà 1.500.000 đồng để chào bán thanh lý cho anh thôi. Chào bán thanh lý, nó là hàng thanh lý, nó là hàng trưng bày thôi, còn đâu mới nguyên si luôn, chỉ tay mic hơi bị xước sát xước răm thôi. Anh Nguyễn Văn Cương, mic hàng gì bác? Mic này là mic Shure UGX23 bác nhá. Shure UGX23 hàng loại 1 của China. Đấy. Anh Đặng Tý giới thiệu vang anh ơi.
Vang thì hiện tại ở đây có bày bán tới anh em là 3 loại vang. Một loại vang thứ nhất là một con vang cơ, một con vang cơ của Lake Aquatic, hàng chính hãng của Lake Aquatic anh Đặng Tý nhá. Con này đang bán với giá 1.800.000 đồng, bao ship tặng dây giác tới anh em, 1.800.000 đồng. Đấy. Anh Công Nam để cho em nhé, em chốt nhé anh. Vâng, ok anh cứ inbox qua Messenger cho em tí, em gửi cho anh số tài khoản. Đấy, rất đơn giản thôi. Còn em nói rồi, chuyển khoản em gửi hàng, không chuyển khoản thì em không gửi hàng đâu. Nói rõ luôn, rõ ràng luôn. Đấy, chắc như đinh đóng cột luôn. Còn trước em đang bán với giá 1.800.000, 1.900.000 ấy. Nãy là đúng 1-200.000 một con thôi. 1.800.000, 1.900.000. Giờ thanh lý đúng hòa vốn 1.500.000 luôn. Không nói điêu với anh em. Thề luôn với anh em, nhập về tới nhà 1.500.000 đồng. Đấy. Còn quay lại với anh Đặng Tý, giới thiệu vang anh ơi. Cái thứ nhất là con vang Lake Epic 8 anh nhá, hàng chính hãng của Lake Aquatic với giá 1.800.000 đồng, bao ship tặng dây giác. 1.800.000, bao ship tặng dây giác. Nguyễn Văn Hoàn, ông này uy tín yên tâm đi, tôi mua rồi. Anh Nguyễn Văn Hoàn hình như chuyển khoản đủ cho em cái con TDCB 800 đúng không? Bác ở Dĩ An Bình Dương thì phải đúng không? Bác Nguyễn Văn Hoàn. Đấy. Bác nào mua hàng rồi của em biết ngay, hàng như nào nó như vậy thôi. Quay lại với tiếp tục giới thiệu tới anh em. Một con vang ZAKM 80X, con này hiện tại đang chào bán với anh em giá 2 triệu đồng. 2 triệu đồng anh em nhá. Con này hiện tại đang chào bán với giá 2 triệu đồng. Hàng chuẩn chỉ của ZAKM 80X. Con này thì có Bluetooth 4.0. Bluetooth 4.0 tích hợp vỉ mên mạch để xử lý cổng quang, và Bluetooth sẽ có một vỉ nhỏ bằng hai đầu ngón tay này. Hai đầu ngón tay như này. Anh em có thể thấy một vỉ nhỏ để xử lý Bluetooth và xử lý chuyên về cổng quang. Đấy. Con này thì có reverb chỉnh độc lập, có Bluetooth, cổng quang, có exciter lưng tiếng. Hiện tại đang chào bán với giá 2 triệu đồng, bao ship tặng dây giác. Đối anh em tìm được hàng nào ngon, bổ rẻ như thế này, chất lượng thì khỏi phải bàn luôn. Đấy. Và tiếp theo nếu như anh muốn dùng vang số thì có con JBL KX 180. JBL KX 180 thì con này là hàng nội địa của China, nhập khẩu tiểu ngạch, không qua 3 sao anh em nhé, không qua 3 sao. Con này giá đang rất tốt cho anh em, 5 triệu đồng, bao ship tặng dây giác, tặng dây quang. Đấy. Nên anh em yên tâm, hàng này thì chuẩn chỉ tới anh em rồi. Và hàng này em có thể mở rộng bảo hành cho anh em, mở rộng bảo hành cho anh em nhé, mở rộng bảo hành cho anh em. Anh em thấy ok, bảo hành có thể đến 5 năm cho anh em, sợ chưa? Đấy, những loại vang nào người ta dám bảo hành cho anh em 5 năm được ạ? Em dám bảo hành cho anh em, mở rộng bảo hành cho anh em 5 năm luôn. Đây là những dòng vang hiện tại em đang bày bán và chào giá thôi anh em. Đấy. Đấy, đang bày bán và thanh lý thôi anh em, chào bán đấy. Còn đôi xa xa kia, xa xa anh em có thể nhìn thấy BMB 2000, hàng loại 1 của China. BMB 2000. Hiện tại giá một cặp là 4.800.000, chưa bao ship. Đấy, bác nào lấy trong livestream giảm cho bác 100.000 luôn. Đấy, con này lãi trả được nhiều đâu. Báo luôn cho các bác, hầu như là bán rất sát với giá nhập rồi. Bác nào chắc chắn lấy thì gửi hàng thôi. Đấy, BMB 2000, hàng loại 1 của China, Made in China. Giá 4.800.000 một cặp, với chất âm của hàng chính hãng thì 1.7-1.10 anh em nhé. 1.7-1.10. Đấy, để cho anh em rõ nhất, bắt của những dòng BMB đánh thì cực kỳ lực. Cực kỳ là lực rồi, đánh cực kỳ xuống sâu luôn cho anh em. BMB 2000, hàng loại 1. Đấy. Và anh em muốn sử dụng các dòng đẩy thì ở đây em có bày bán với anh em là cục đẩy AAPXLS820. Con này thì có logo AAP phát sáng này, logo AAP phát sáng, và con này cực kỳ hiện đại luôn. Nó là cũng là hàng thanh lý, hàng trưng bày thôi. Hiện tại đang bán với giá 4.500.000 đồng, hàng trưng bày. Nên anh em nó hơi bị xước sát, nhưng con này cực kỳ chất lượng luôn. Cho anh em xem này, tắt nguồn này, tắt nguồn này, cho anh em xem nhá. Tắt nguồn này, khi bật nguồn lên nhá, tiếng nó không bị rồ đâu anh em có thể thấy. Tiếng nó không bị rồ lên một phát đâu. Đấy, tiếng đang lên dần này. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy, tiếng nó sẽ lên dần chứ nó không bị rồ một phát đâu anh em nhá. Không bị rồ một phát lên đâu. Đấy, thử lại cho anh em xem lần nữa, là cho volume to lên tí nữa. Đấy, tắt đi này. Đấy, tắt đi nhá. Tắt đi này, bật lên này. Tiếng nó không bị rồ lên một cái đâu, rất thoải mái cho anh em. Đấy, nó sẽ lên dần. Đấy. Anh em nghe chưa? Đấy, tiếng nó sẽ lên dần chứ nó không bị rồ đâu. Đấy, đang hết nhạc. Ờ
Tất cả những hàng thanh lý, hàng trưng bày thì vẫn được bảo hành 12 tháng tươi nha. Vẫn được bảo hành 12 tháng. Đấy. Nó chỉ hơi bị xước sát do quá trình để bên ngoài, nó là hàng trưng bày, nó sẽ bị xước sát thôi. Đấy, 4 triệu 500 nghìn đồng đã được cục đẩy ngon rồi. Đấy. Con này thì chạy mạch class TD anh em nhé. Chạy mạch class TD XLS820 800W trên một kênh. Đánh vô tư thoải mái 2 cặp bát 30. Đấy, vô tư thoải mái 2 cặp bát 30 luôn cho anh em. 800W trên một kênh cơ mà. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy hình thức của nó. Đấy, hình thức của nó đây. Và với con đẩy thấp hơn, giá tiền thấp hơn thì anh em có thể tham khảo trong dòng này. Tham khảo trong dòng này anh em nhé. Martin MA600 600W trên một kênh. Đấy, 6 tụ của Fox Audio. Tụ này là tụ 50V 22.000mi 50V 22.000mi 32 sò Toshiba. Chạy mạch class H 600W trên một kênh. Tất cả các sản phẩm đẩy bên em cam kết với anh em là nguồn đồng, nếu không phải đồng đền tiền tặng máy cho anh em. Đền tiền tặng máy, bao đồng cho anh em. Anh em uy tín chất lượng chưa? Đấy. Bên em cam kết không làm nguồn nhôm anh em nhé. Nguồn nhôm đánh làm sao được. Chơi xử lý được một cặp bát 30 và một cặp bát 25 anh em nhé. Đấy, một cặp bát 30 và cặp bát 25 thì đánh thoải mái. Còn những hai đôi bát 30 thì đánh hơi đuối. Đấy, báo rõ luôn cho anh em để anh em có thể lựa chọn những dòng đẩy. Đấy, hai cặp bát 30 thì đánh hơi đuối. Quạt thì cực kỳ êm, hai quạt đằng dưới, hai quạt tản nhiệt ở dưới. Đấy. Hai quạt tản nhiệt ở dưới chạy rất êm luôn. Sò Toshiba. Sò Toshiba. Mạch class H. Đấy, cho anh em có thể xem. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Hôm nay thì cũng livestream ngắn gọn tới anh em thôi, livestream nhanh tới anh em để báo giá và giới thiệu tới anh em các cái sản phẩm mic đẩy vang lọc xì lưng tiếng để anh em có thể lựa chọn. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube, em có để link ở bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube để xem các video mới nhất bên em. Đấy, tất cả các hàng thanh lý rồi các cái sản phẩm, các cái video chia sẻ kinh nghiệm. Đấy, các video chia sẻ kinh nghiệm thì đều có trong kênh YouTube của em hết. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo hoặc Messenger đều được hết các bác nhá. Đấy. Chào bán, mở bán thanh lý đây anh em, rất nhiều các sản phẩm mới, hàng mới, hàng chất lượng. Chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các livestream lần sau ạ.